Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 11. Cộng nhẩm trừ nhẩm. Viết vào chỗ chấm. Rồi trước hết là các em nhẩm. 50 cộng với 20 bằng bao nhiêu? 50 thì chính là 50. 20 chính là 20. Các em nhẩm 5 cộng 2 bằng 7. Tức là 50 cộng với 20 thì bằng 70. 70 chính là 70. Vậy ta có 50 cộng 20 bằng 70. Rồi tương tự, ta có 600 trừ 400. Các em nhẩm 6 trừ 4 bằng 2, tức là 200. Vậy 600 trừ 400 bằng 200. Rồi tiếp theo là cộng nhẩm, trừ nhẩm. Trước tiên là chúng ta cùng học cách cộng nhẩm. 54 cộng với 3. Cách nhẩm. Số 54 các em tách ra là 50 cộng 4. Các em nhẩm 4 cộng 3 trước. 4 cộng 3 bằng 7. Sau đó lấy số còn lại là 50 cộng với 7 bằng 57. Năm mươi bốn cộng với 30 thì các em sẽ tách số 54 ra. Số 30 là số tròn trục rồi, các em không cần phải tách. 54 bằng 50 cộng 4. Rồi các em nhẩm 50 cộng với 30 trước bằng 80. 80 cộng với 4 đơn vị. 80 tức là 80. Đúng không? 80 cộng với số 4 còn lại. 80 cộng 4 bằng 84. 84. Được chưa? Trừ nhẩm. 57 trừ 3. Thì 57 các em tách ra thành 50 cộng với 7. Ta lấy 7 trừ 3 bằng 4. Lấy số còn lại là 50 cộng tiếp với 4 bằng 54. Rồi bằng cách làm tương tự thì các em bấm tạm dừng video và các em nhẩm phép tính này xem kết quả bằng bao nhiêu nha. Tám mươi bốn trừ 30 thì số 84 này các em tách ra thành 80 cộng với 4. Các em lấy 80 trừ 30 trước. 80 trừ 30 bằng 50. Được chưa? 50 chính là 50. 50 cộng với số 4 còn lại bằng 54, tức là 54. Rồi các em vào phần thực hành 1, tính nhẩm. A. 21 cộng với 8. 21 cộng với 8. Chúng ta nhẩm như thế nào? 21 tách ra thành 20 cộng với 1.
Số 20 này các em để nguyên này. Các em lấy 8 cộng 1 trước bằng 9. 20 cộng với 9 bằng bằng 29. Rồi tương tự thì các em bấm tạm dừng video và các em tính nhẩm các phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo là 6 cộng với 72. Thì ở đây các em sẽ tách số 72 thành 70 cộng 2. Số 70 này tạm thời các em giữ nguyên. Các em lấy 6 cộng 2 bằng 8. Bảy mươi cộng tám bằng 78. Rồi câu B. 42 cộng với 20 thì số 20 nó là số tròn trục rồi, các em không cần phải tách. Các em tách số 42 thành 40 cộng với 2. 40 cộng 20 bằng 60. Sáu chục tức là 60. 60 cộng thêm với 2 nữa bằng 62. 80 cộng với 15. Các em tách số 15 ra thành 10 cộng 5. 80 cộng với 10 bằng 90. 90 cộng với 5 bằng 95. Rồi câu C. 630 cộng với 50. 630 tách ra thành 600 cộng với 30. 600 các em để nguyên. 30 cộng 50 bằng 80. 600 cộng với 80 bằng 680. Rồi tiếp theo là 10 cộng với 470. 470 các em tách ra thành 400 cộng với 70. 400 các em để nguyên này. Các em lấy 10 cộng với 70 bằng 80. 400 cộng với 80 bằng 480. Rồi tiếp theo là các em sang phần thực hành 2, câu E. Các em nhẩm 69 trừ 5. 69 các em tách ra thành 60 cộng với 9. 60 các em để nguyên. Lấy 9 trừ 5 bằng 4. 60 cộng với 4 thì bằng 64. Rồi tiếp theo là 18 trừ 7. 18 tách ra thành 10 cộng 8. 10 các em để nguyên. Các em lấy 8 trừ 7 bằng 1. 10 cộng 1 bằng 11. Rồi sang câu B. 37 trừ 20 bằng bao nhiêu? 37 tách ra thành 30 cộng với 7. Các em lấy 30 trừ 20 bằng 10. 10 tức là 10. Được chưa? 10 cộng với số 7 còn lại thì bằng 17. Rồi phép tính nhẩm tiếp theo là 92 trừ đi 10.
Bằng bao nhiêu? 92 các em tách ra thành 90 cộng với 2. Cách nhẩm các em lấy 90 trừ đi 10 bằng 80. 80 cộng với số 2 còn lại bằng 82. Rồi câu C. 190 trừ 60. 190 các em tách ra thành 100 cộng 90. 100 các em giữ nguyên. Lấy 90 trừ 60 bằng 30. 100 cộng với 30 bằng 130. 840 trừ đi 40. 840 các em tách ra thành 800 cộng 40. 800 để nguyên. Lấy 40 trừ 40 bằng 0. 800 cộng với 0 thì bằng 800. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1. Các em điền số thích hợp vào ô trống. Rồi để điền số thích hợp vào ô trống hình tam giác này thì các em tính nhẩm 750 trừ 200 bằng bao nhiêu? 750 thì các em tách ra thành 700 cộng với 50. Lấy 700 trừ 200 bằng 500. 7 trừ 2 bằng 5, 500. 500 các em cộng với số 50 còn lại. 500 cộng với 50 bằng 550. 550 cộng tiếp với 40 bằng bao nhiêu? 550 các em tách ra thành 500 cộng với 50. 500 giữ nguyên. 50 cộng 40 bằng 90. 500 cộng với 90 thì bằng 590. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. 60 cộng với 15 bằng bao nhiêu? 60 cộng với 15. Để nhẩm thì 15 các em tách ra thành 10 cộng 5. 60 cộng với 10 bằng 70. 70 cộng tiếp với 5. 70 cộng với 5 bằng 75. 75 trừ 70 bằng 5. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.